và các bạn cũng như cộng đoàn xa quê của giáo sư Đông Quan vừa xem những hình ảnh sân nhà thờ do cha xứ Ban Trùm cũng như cộng đoàn đã xây dựng trong thời gian qua. Và trước mắt màn hình của quý vị đây là bên hông nhà thờ phía bên đằng bắc. Khu vực này giáo xứ đang tiếp tục thi công. Thẳng đường từ đây ra đến cổng là ông Trùm Chánh cho biết là sẽ đổ bê tông để cho các xe khách lớn, xe hàng cũng như tất cả những nguyên vật liệu của giáo xứ kiên thiết thì sẽ được đi vào trong cái đoạn đường này để cho bảo đảm an toàn. Và bên phải màn hình của chúng ta đây, khu công viên của giáo xứ cũng đang chuẩn bị quy hoạch rất là đẹp với những cái vườn hoa. Đây vâng, những cái vườn hoa chúng tôi thấy uốn lượn cũng thấy rất là đẹp. Và đây đang có những cái mô hình cái quả đồi, vâng, mô hình một đồi cỏ, có thể là trồng cỏ, cũng thể nhìn thấy là rất là đẹp. Bên kia là ngôi nhà, theo ý của cha xứ là tất cả các bóng cũng như tất cả những cái đồ dùng và vật dụng khác thì sẽ để cho cái ngôi nhà này. Công trình cũng còn đang dở dang, cũng đang được tiếp tục thi công. Cũng xin lời cầu nguyện của mọi người để cho khuôn viên khu vực nơi đây sớm được hoàn thành. Máy hình chúng tôi lúc này đang đứng ở đầu nhà thờ. Chúng tôi nhìn thấy sân nhà thờ bên phía đằng bắc đoạn đường rước. Chúng tôi thấy cộng đoàn cũng đã ghép gạch xong, nhìn thấy rất là đẹp. Và bên cạnh nhà thờ giáo xứ cũng đang tiếp tục làm những vườn hoa và công việc cũng chưa xong, công việc cũng đang tiếp tục làm. Và đây là phía đầu nhà thờ, một sân cũng thấy đã xong. Máy hình chúng tôi đang đứng ở đầu chữ nhà thờ bên phía nam. Mọi người có thể nhìn thấy những hình ảnh bên sân nhà thờ bên phía nam cũng thấy rất là đẹp, rất là phẳng. Dưới là đổ bê tông sâu xấu và trên sẽ ghép gạch chịu lực như thế này. Chúng tôi thấy cha xứ cũng như Ban Trùm đã cải tiến để mua những cái gạch như thế này, nhìn thấy rất là mỹ quan, đi không trơn. Và cái độ lún của nó sau này nó có lún chỗ nào thì có thể là kê lên được rất là thuận lợi, chứ nếu mà đổ bê tông chắc thì cái việc những cái nơi mà nó sẽ bị trũng thì xử lý rất là khó. Chúng tôi cũng thấy công việc của giáo xứ đây đã chọn những cái mẫu gạch như thế này cũng thấy rất là đẹp. Vâng, và bên phía cạnh nhà thờ cũng đang được xây những vườn hoa, đang chuẩn bị xây những vườn hoa. Còn bên này thì những cây cau, những cây cau lớn vẫn được giáo xứ giữ lại. Cây cau làm nên một cái như một cái đội quân đứng bên cạnh nhà thờ, rất là hoành tráng, rồi được thấy rất là đẹp. Cây cau cao cùng với nhà thờ to cao vươn lên tạo lên một cái khuôn viên nhà thờ cũng thấy rất là đẹp, rất là hài hòa, rất là hòa nhã. Chúng tôi thấy nhờ ơn Chúa thương giáo xứ Đông Quan từ năm 2000 đến nay, sau khi xây nhà thờ, xây nhà giáo lý, nhà mục vụ cũng như những ngôi linh đài Đức Mẹ La Vang,
các đài, các mảnh xung quanh nhà thờ. Công đoàn này mới sửa sang lại cái sân này. Chúng tôi cảm thấy bộ mặt của giáo xứ đang được đổi thay, đang được đổi thay. Mỗi người đến đây cảm thấy phong quang, sạch sẽ. Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn các vị ân nhân, cũng như cảm ơn tất cả những nỗ lực hy sinh của mọi người trong giáo xứ Đồng Quan. Mọi người xa gần đã làm nên một cảnh quan rất là đẹp ở nơi đây để mỗi người thờ phượng Thiên Chúa. Cảm ơn Ngài vì đã tạo dựng lên vũ trụ, ban cho con người được hạnh phúc làm chủ vũ trụ.